Hi, Nhữ xin chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một cái con mixer bàn Mackey Onyx 1620. Một con nó là cực kỳ biết đời Onyx mà còn y nữa nha anh em. Đấy, đời cao chót vót luôn. Con này sở hữu 16 line đầu vào, 16 line đầu vào ha. Thì gồm có 8 line mono bằng rack Canon hoặc là rack hoa sen, xin lỗi, rack 6 ly ha. Rồi thêm 8 line mono bên đây nữa là cộng lại thành 16 line ha. 8 line mono này là còn tính gộp lại là 4 line ST ha anh em ha. Đấy, 16 line. Con này hàng bài ship Nhật về, phải nói là tình trạng hàng hóa là đẹp xuất sắc luôn. Đẹp riêng nguyên bản anh em. Đó, tem Nhật còn đây ha. Đó, tem Nhật còn đây ha. Công suất của con mixer này là 40W, điện áp là auto volt ha. 100 đến 204. Con này mình lượng vòng và ngồi cho anh em xem. Con này rất là hiếm nha anh em. Mình bán hàng khi nay mà gặp cái con Onyx này là rất là mừng, bởi vì cái chất âm của nó nghe phê luôn, chất âm của nó nghe sướng tai lắm. Đặc biệt là anh em nào ghép sân khấu, ghép nhiều bên là chơi chống da, guitar, gan nữa là tuyệt của mèo luôn ha. À, nói chung là tình trạng hàng hóa là đẹp riêng nguyên bản, không có bỡ gãy, không có gì hết ha. Con này EQ của mic và ưu tiên cái dàn mic nó EQ tới 6 tone rồi anh em ha. 1 2 3 4 5 6 tone ha. Ốc sen là 1 2 3 4 ốc nữa. Với cấu hình như này thì anh em mình theo ghép 4 cái ốc này mình làm gì hết không? Cho dù ví dụ như mình cho 2 cái ốc effect đi. Ốc sub, ốc monitor nữa là tuyệt vời luôn. À, rất hay. Nền nhạc của nó đánh rất là chắc. Chi tiết đặc biệt là cái giải bát dưới trung nó đánh tơi lắm. Nhờ trung nó đánh như thế này thì mình hát karaoke phải nói là siêu vời lời ha. Bây giờ mình sẽ alo tiếng mic mặt cho anh em nghe ha. Mic mặt mình đang cắm line số 1 đây. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 6 7 tiếng gió tiếng xì. Tiếng phục 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 nghe sướng lắm. Nói chung là cái dòng Onyx này chạy vì em của hãng Mackey mà đời Onyx Y nữa thì hồi VIP luôn. À, con này giá mới xuất xưởng trên 40 triệu nha nè, trên 40 triệu, đẹp lắm. Hôm nay mình về con hàng bãi mình bán giao lưu với anh em cho vui ha, 12 triệu đồng chẳng giá bán tại cửa hàng ha. À, giá bán chưa bao gồm phí ship ha. Mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ 0909 043679. Thân ái chào người anh em.